Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về một họa sĩ rất nổi tiếng, đó chính là họa sĩ Nguyễn Gia Trí, một trong tứ đại danh họa của nền hội họa Việt Nam. Ông sinh năm 1908, mất năm 1993, là một họa sĩ, nhà đồ họa, biếm họa của Việt Nam. Ông cùng với Tô Ngọc Vân, Nguyễn Từng Lân, Trần Văn Cẩn tạo thành bộ tứ họa sĩ nổi tiếng thời kỳ đầu của nền mỹ thuật Việt Nam. Nhất Trí, Nhì Vân, Tam Lân, Tứ Cẩn. Ông quê ở xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Tây. Năm 1926, ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Danh họa Nguyễn Gia Trí là người dẫn đầu thời cực thịnh của sơn mài những năm 1938-1944. Ông còn được người đời tôn làm vua sơn mài với những tác phẩm của ông có giá trị vô cùng to lớn. Các bức tranh của ông vừa thực vừa lung linh huyền ảo, ẩn hiện giữa các lớp sơn. Ông thường vẽ phụ nữ và phong cảnh, đồng thời có phong cách xây dựng bố cục theo hình thức bình phong, bố trí các hình tượng trên nhiều tấm rời nhau rồi ghép lại. Các tác phẩm của họa sĩ được đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật tranh sơn mài, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Cùng với thời kỳ này, tác phẩm Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai của lối của ông được người Pháp mua bày tại dinh toàn quyền của người Pháp ở Hà Nội, nay là phủ chủ tịch. Ông là người đi đầu trong việc chuyển những bức tranh sơn mài từ trang trí thành những tuyệt phẩm nghệ thuật, và từ đó ông được mệnh danh là người cha đẻ của những bức tranh sơn mài tân thời của Việt Nam. Nguyễn Gia Trí là một trong những họa sĩ nổi tiếng đi đầu trong việc tạo ra khuynh hướng nghệ thuật mới cho Việt Nam với những đường nét vẽ thanh lịch và những tư tưởng mới về nghệ thuật sơn mài. Ông phối hợp lối in khắc với những phương thức sơn mài mới, đồng thời áp dụng các nguyên tắc cấu trúc tranh vẽ phương Tây để tạo nên những bức họa hiện đại mang đến tính chất dân tộc. Vào thập niên 40 thế kỷ 20, khi chuyển sang sáng tác chuyên về chất liệu sơn mài, ông đã tạo ra một phong cách riêng với chủ đề là những thiếu nữ duyên dáng trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với chất son, sơn than, vàng, bạc, vỏ trứng, sơn cánh gián. Nguyễn Gia Trí đã tạo cho tranh sơn mài một vẻ đẹp lộng lẫy, một chiều sâu bí ẩn, đưa kỹ thuật sơn mài lên đỉnh cao, khẳng định tầm quan trọng của chất liệu hội họa trong nền mỹ thuật Việt Nam. Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của ông là bức tranh thiếu nữ trong vườn, được trình bày như một vườn hoa muôn màu sắc, trong đó các cô gái đang vui đùa, chạy nhảy, giá trị hiện thực thoát lên từ hình khối, động tác. Sắc vàng kim được sắc trên nền trời trên những tấm áo điểm xuyên vết vỏ trứng. Những vệt vàng lộng lẫy trên từng đường lượn như tôn lên vẻ đẹp của thanh niên thiếu nữ. Năm 1990, kiệt phẩm được Ủy ban Nhân dân Hồ Chí Minh mua để trao tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Tranh được trưng bày và lưu giữ tại đây từ đó đến nay. Năm 2013, chính phủ ra quyết định công nhận kiệt phẩm của danh họa Nguyễn Gia Trí là bảo vật quốc gia. Rất tiếc, trong quá trình tu sửa năm 2017, hiện nay bức tranh đã không còn được nguyên vẹn, bị hư hỏng khoảng 30%. Ngoài ra, có rất nhiều các tác phẩm có giá trị cao như bức bình phong dọc mùng hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Dòng mùng được danh họa trình bày theo dạng bức sơn mài kiểu bình phong có kích thước lớn, thể hiện tranh ở hai mặt. Cùng với đó là những tác phẩm nổi tiếng như Đình làng vào đám, Thiếu nữ bên cây Phú Dung, Hoàng hôn trên sông, Phong cảnh móng cái. Kiệt tác lễ hội đầu năm được đưa ra trong buổi đấu giá nghệ thuật cũng là một bức sơn mài hiếm của danh họa Nguyễn Gia Trí. Họa sĩ Nguyễn Gia Trí thường làm tranh không hết hợp đồng. Hầu hết khách đặt tranh là những tỷ phú Nam Mỹ, Nam Phi. Họ đến xin ông vẽ tranh những bức tranh khổ lớn và không yêu cầu về hình thức nghệ thuật, tùy ông muốn. Dù từng có thời kỳ khách hàng chủ yếu là các tỷ phú người nước ngoài, các quan chức trong phủ tổng thống, những người giàu có, và họ thường phải đặt tiền trước, tự giác chờ đợi theo thứ tự để nhận tác phẩm. Nhưng Nguyễn Gia Trí khẳng định ông quý trọng tự do hơn tiền bạc và sẵn sàng cho một cuộc sống đạm bạc để được tự do sáng tạo nghệ thuật. Tranh của ông bán được đo bằng tấc. Ở Việt Nam, các họa sĩ trong lịch sử hội họa Việt đại có chỉ có duy nhất Nguyễn Gia Trí bán tranh tính bằng độ dài và luôn phải từ chối đơn đặt hàng của khách. Những năm 70 của thế kỷ 20, tài chính của Nguyễn Gia Trí lên tới hàng nghìn cây vàng. Nhưng đến khi nhắm mắt xuôi tay, ngoài vài tấm tranh, tài sản của ông chẳng có gì đáng kể. Tất cả đã được họa sĩ dành cho nghệ thuật. Lúc sinh thời, danh họa có tâm huyết giữ lại ba bức sơn mài khổ lớn là Hoài niệm xứ Bắc, Trừu tượng, Mùa dưới trăng.
năm 2012, Xanh Họa được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho 5 tác phẩm sơn mài gồm Vườn Xuân Trung Nam Bắc, Thiếu Nữ Bên Hoa Phù Dung, Bên Đầm Sen, Trong Vườn, Cảnh Nông Thôn. Tên của ông đã được đặt cho một con đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người có thể tìm đọc cuốn sách Nguyễn Gia Trí Sáng Tạo để có thể tìm hiểu thêm về tác phẩm của ông. Cuốn sách này hiện mình cũng đang có và mình thấy đọc rất là hay. Cảm ơn mọi người đã xem clip này hôm nay của mình nhé. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu thêm về một họa sĩ vô cùng nổi tiếng với những tác phẩm sơn mài rất đẹp của mình, họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Và lần sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu nốt về họa sĩ Nguyễn Tường Lân để làm tròn về bộ tứ danh họa Việt Nam nhé. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Nhớ subscribe và like cho mình nhé. Bye bye mọi người.